Mới đây tại Hà Nội, nhóm công tác thương mại thuộc khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam-Úc đã tổ chức họp theo hình thức trực tuyến. Về phía Việt Nam, tham dự buổi họp nhóm gồm Bộ Công Thương và đại diện các bộ ngành như Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải. Phía Úc do quyền trợ lý thứ nhất, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao và Thương mại làm trưởng đoàn. Ngoài ra còn có Phó đại sứ và các thành viên Bộ phận Kinh tế Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. Tại buổi họp, hai bên đã rà soát tình hình triển khai các nội dung tại cuộc họp nhóm công tác năm 2019, thảo luận các vấn đề thương mại song phương, đa phương và các diễn đàn khu vực và quốc tế, bàn bạc các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với thương mại song phương, trao đổi về tiến độ xây dựng chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt-Úc trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Việt Nam đề nghị phía Úc phối hợp hỗ trợ tuyên truyền tới các hiệp hội, doanh nghiệp địa phương của Úc về các hoạt động tăng cường giao thương doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Do Thương vụ Việt Nam đề xuất như tổ chức hội nghị trực tuyến nguồn hàng Việt Nam, ứng dụng miễn phí VOUCHER. Việt Nam cũng đề nghị hai bên sớm hoàn tất việc ký kết nghị định thư sửa đổi hiệp định hàng không giữa hai chính phủ từ năm 1995 để tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không của hai nước khai thác đường bay thẳng giữa hai bên. Đối với các vấn đề đa phương, hai bên trao đổi cởi mở về tình hình hợp tác trong khuôn khổ khu vực và thế giới như AANZFTA, CPTPP, RCEP, APEC, WTO. Trong đó, cả Việt Nam và Úc đang cùng các nước thành viên thực hiện nghiêm túc các cam kết trong CPTPP, cùng nhau đưa ra các biện pháp tích cực giải quyết các vấn đề chung như liên quan đến chứng nhận xuất xứ trong CPTPP, quyết tâm phấn đấu sớm ký kết RCEP trong năm 2020. Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai nhiệm vụ của nhóm công tác trong xây dựng và triển khai chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Úc, tiếp tục báo cáo các nội dung hợp tác trong lĩnh vực thương mại mà hai bên đã thống nhất ở cấp kỹ thuật lên Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam-Úc dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021.